Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và hôm nay thì Hùng lại tiếp tục giới thiệu đến mọi người một mẫu giày đang khuyến mãi. Một mẫu giày mới năm 2020. Mẫu giày dòng đế mới của năm 2020 luôn. Cam kết hàng chính hãng, chất lượng, bảo hành 1 tháng. Mọi người có thể kiểm tra chính hãng trên trang chủ của Li-Ning. Trang chủ của Li-Ning là li-ning.com. Và nếu mọi người chưa biết cách kiểm tra chính hãng thì cũng có thể nhắn tin cho Hùng để Hùng hướng dẫn nhé. Hoặc mọi người có thể vào YouTube gõ là cách kiểm tra hàng Li-Ning chính hãng thì cũng ra rất nhiều video hướng dẫn, trong đó cũng có 2-3 cái video do Hùng trực tiếp hướng dẫn đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến mẫu giày. Mẫu giày cầu lông hôm nay của chúng ta là mẫu giày Li-Ning AITQ011-2 Badminton Training Sole, giày cầu lông. Giá gốc là 499 tệ. Đây cũng là tiếp tục là một mẫu giày về giá gốc 499 tệ. Đây là một mẫu giày tầm, có thể nói là tầm cao. Trên tầm cao thì sẽ có tầm cao cấp mọi người. Đấy. Đây là mẫu của năm 2020. Nhưng đã có giá khuyến mãi rất là tốt. Bên Hùng đợt này chỉ kiếm được size 40, 41 và 42 thôi. Đây, mẫu giày màu đỏ rất là đẹp. Đây là dòng đế mới nhất của Li-Ning, dòng đế năm 2020, ra mắt 2020 luôn. Đấy, công nghệ giảm trần chính của đôi giày này là Li-Ning Cloud. Ngoài ra nó có một miếng nhựa ở đây. Nó có khác Anything is possible, đây là cái slogan của hãng Li-Ning. Và đây chính là công nghệ Probalock, công nghệ giữ ổn định mặt đế, giúp khi chúng ta tiếp đất thì nó sẽ bị ổn định và chắc chắn. Nó giúp mặt đế ổn định và chắc chắn, cũng như là giúp hỗ trợ giảm chấn và hỗ trợ cho chúng ta khi bật nhá. Mặt đế cũng rất là bám nền. Ở đây cũng là chất liệu non minh kinh, công nghệ non minh kinh, cũng là chất liệu đế chống mài mòn nha mọi người. Nó sơn màu như này cho nó đặc biệt thôi, nhưng chất liệu này nó cũng gần giống như kiểu một loại cao su chống mài mòn đặc thù cho giày cầu lông thôi nha mọi người. Đấy, về chất liệu giảm chấn thì là chất liệu Li-Ning Cloud, một trong những chất liệu giảm chấn thường được sử dụng nhất của hãng Li-Ning gần đây, và nó cũng là công nghệ giảm chấn hàng đầu của hãng Li-Ning. Đế thì cũng khá là êm, mọi người có thể thấy Hùng dí vào, rất là mềm. Và miếng đệm của nó khá là dày, mọi người có thể nhìn thấy. Đây, non minh kinh như nhá, chính là chống mài mòn. Đấy, đôi giày này mới đi vào thì mọi người sẽ chưa cảm nhận được độ êm của nó đâu. Giày Li-Ning thường nó có đặc điểm như thế. Mới đầu mọi người đi thì chưa chạy thì đeo vào chân thì nó sẽ không thấy êm đâu. Nó chỉ thấy gọi bình bình thôi. Nhưng mọi người càng đi nhiều, càng đi lâu thì nó đế nó sẽ càng êm ra nha. Đây là đặc điểm của giày Li-Ning mà Hùng muốn nói cho mọi người biết, không có đến lúc mọi người nhận được giày, mọi người vừa sỏ vào chân, mọi người đã kêu là ôi giày sao chả thấy êm gì. Đấy, chúng nói trước nhá. Chúng ta đi về phần da trên của đôi giày. Đôi giày sử dụng công nghệ da, mọi người thấy không? Nó sử dụng mấy loại da luôn. Rất là chắc chắn. Nó ép lên trên một lớp lưới. Đây, đôi giày này sử dụng lớp lưới như này giúp chúng ta rất là thông thoáng. Rất là thông thoáng cho chân và mang lại cảm giác dễ chịu thoải mái cho chân khi chúng ta chạy. Đấy, nó có một lớp da nó bọc ở phía cạnh này, mọi người biết để làm gì không? Để tăng gia cố, tăng độ chắc chắn cho đôi giày ở phần phía trên. Đây là công nghệ túp típ của Li-Ning. Mọi người khi mà mọi người chạy, mọi người hay phanh ấy, thì những cái điểm này bị tác động lực rất là nhiều. Nó sẽ giúp cho đôi giày chắc chắn, miếng da này nó được làm theo kiểu hơi bóng, nên khi ánh điện nó đang quay này, ánh điện nó chiếu vào nên nó sáng lên như này. Đấy. Biểu tượng Li-Ning được ép nhiệt nổi lên trên này nhìn rất là độc đáo. Màu của đôi này màu đỏ trắng rất là đẹp. Đấy. Đây, dáng của đôi giày đấy. Đây mọi người có thể nhìn thấy, đây là biểu tượng Cloud, công nghệ giảm chấn chính của đôi giày là Li-Ning Cloud. Đôi giày này mẫu 2020 luôn nha mọi người, rất là hot. Đôi giày này được rất nhiều các vận động viên của Việt Nam sử dụng, đặc biệt là các vận động viên của đội tuyển cầu lông Hải Phòng, rất nhiều vận động viên đang đi đôi giày này. Đấy, các vận động viên phong trào cũng đi đôi giày này rất nhiều, mọi người có thể rất dễ dàng gặp được đôi giày này, thì được rất nhiều người ưa chuộng. Đôi giày này bên Hùng đang khuyến mãi chỉ còn 920.000.
tặng kèm hai cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay trơn tuột và một móc khóa cầu lông kim loại. Phí ship thì thêm 40.000 nữa, tổng 960 mọi người. Có duy nhất size 40, 41 và size 43. Tổng 3 size Hùng Kiếm chỉ được có 12 đôi thôi. Nên là anh em nào ưng thì liên hệ Hùng ngay. Mẫu mới 2020 luôn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người chưa ưng mẫu giày này thì mọi người cứ nhắn tin Hùng, bởi vì bên Hùng có rất là nhiều mẫu giày, đủ chủng loại, đủ mức giá và các màu sắc cho mọi người lựa chọn. Người chỉ cần nhắn tin vào trang Sport Hùng Badminton, Hùng sẽ tư vấn và gửi cho mọi người những mẫu giày phù hợp với tầm giá mọi người mong muốn, cũng như là phù hợp với size chân của mọi người. Còn nếu mọi người chưa chắc chắn về cái size giày của mình, size chân của mình, thì mọi người cũng có thể nhắn tin để Hùng có thể tư vấn một cách cẩn thận nhất, để mọi người chọn cho mình một đôi giày ưng ý nhất, vừa chân nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tại video tiếp theo ạ.